Rồi mến chào cả nhà ha. Đã quay trở lại với kênh Shop Đồng của em. Thì hôm nay em lên cả nhà là các mặt hàng đồ đồng xưa ha, đồ sưu tầm, đồ phong thủy. Thì cả nhà sưu tầm được thì nhớ cho mình một kênh đăng ký và một like ha. Rồi sau đây em sẽ lên chi tiết và báo giá từng sản phẩm cho cả nhà mình. Thì em về được mã số 1. Đây là một cái con chuột ôm hũ ôm có hồ lô tài lộc ha. Thì trọng lượng của con này là 5,8 kg. Và chiều cao tổng thể là khoảng 26 phân. Và chiều ngang mặt trăng đế thì khoảng là 23. Và chiều sâu của tượng này là khoảng là 13 phân. Chắc là một đồng cũ ha cả nhà. Đây là một con chuột đáng để sưu tầm ha. Rất là nguyên vẹn lành tích ha. Đang đứng trên những cái thổi tiền nhìn rất là đẹp luôn. Và một đấy có chuyện luôn. Giao lưu của nhà mã số 1 là 2.500.000. 2.500.000 cho mã số 1 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 2. Em lên cái nhà đây là một cặp sư tử đồng. Cặp sư tử đồng này nặng là 4,2 kg. Và chiều cao thì khoảng là 20 phân. Và chiều dài thì khoảng là 30. Chắc là một đồng cũ ha. Đây con sư tử này đáng để sưu tầm ha cả nhà. Đây là cái bòm nè. Bòm rất là đẹp luôn. Và cặp sư tử này giao lưu của nhà là 2.2 triệu ha. 2.2 triệu cho cặp sư tử đó là mã tác phẩm mã số 2 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 đây là một tượng Di Lặc ngồi trên tỏ sen ha. Và tượng này nặng là 1,9 kg. Và chiều cao là 16 phân. Và chiều ngang thì khoảng là 13. Chất liệu đồng cũ ha. Thì cả nhà hữu duyên tượng Phật này về là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu đó là tác phẩm cho mã số 3. Và tiếp theo là mã số 4. Đây là tượng Di Lặc Cải Châu. Tượng Di Lặc Cải Châu này nặng là 4,9 kg. Và chiều cao tổng thể thì khoảng là 28 phân. Và chiều dài cái tượng này thì khoảng là 33. Chất liệu đồng cũ ha. Đây là tượng Di Lặc Cải Châu rất là hiếm gặp ha cả nhà. Hoàn gặp đến các cái cùng nguyên dạng ha. Và mặt sau rất là lành tích luôn. Thì mã số 4 thì luôn có nhà là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho tác phẩm mã số 4. Và tiếp theo là mã số 5. Đây là một cặp tỳ hưu đồng. Cặp tỳ hưu đồng này nặng là 3,4 kg. Và chiều cao là 15 phân. Và chiều dài thì khoảng là 25 phân ha. Chất liệu đồng cũ ha. Đây là một cặp tỳ hưu đáng để sưu tầm ha. Trên đây có một cái sừng luôn. Và mặt đế đây rất là nguyên vẹn. Thường cặp tỳ hưu có một con đực cùng một con cái ha. Thì mã số 5 giao lưu ký cái nhà là 1,9 triệu. Và mã số 6. Và mã số 6 đây là một cái sông trầm khỉ ôm quả đào. Thì trọng lượng là khoảng là 1,4 kg. Và chiều cao thì khoảng là 18 phân. Và chiều ngang thì khoảng là 19 phân. Và riêng có quả đào em đo được thì khoảng là 9 phân ha. Chắc là một đồng cũ ha. Đây là một cái chú khỉ ôm quả đào. Đây là có sông trầm ha. Thì cái nhà đấy trầm vô đây. Thì cái quả đào thì tượng trưng cho một cái sự trường thọ nha. Thì sông trầm này giao lưu cái nhà là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu cho mã số 6. Và một số mà mã số 7. Đây là một cái con rồng Quần Châu. Con rồng Quần Châu này nặng là 4,6 kg. Và chiều cao thì khoảng là 26 phân. Và chiều ngang thì khoảng là 13. Chất liệu bằng đồng cũ hết ha. Đây là một con rồng đáng để sưu tầm ha. Đang vào một viên châu đây. Một viên châu đây. Một đế rất là nguyên vẹn ha. Và tượng rồng mã số 7. Giao lưu với cả nhà là 2,5 triệu luôn nha. 2,5 triệu cho mã số 7. Và tiếp theo là mã số 8. Đây là một cái án rồng nhã ngọc. Thì trọng lượng là 2 kg. Và chiều cao là 20 phân. Và chiều ngang thì khoảng là 8 phân. Và chiều sâu của tượng này thì khoảng là 7 phân. Đây là một cái án rồng rất là lớn nha. Đang con rồng đang nhả viên ngọc đây. Xung quanh thì rất là nguyên vẹn và một đế đây, gắn rất là làm tích luôn. Thì mã số 8 đi luôn với nhà là 1,4 triệu. 1,4 triệu cho mã số 8. Và tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 em lên cái nhà đây là một cặp thần tài thổ địa lõi lớn ha. Thì trọng lượng cái tượng này là 8,5 kg. Và chiều cao tổng thể cái tượng thần tài là 25 phân. Và tượng thổ địa khoảng là 25 phân. Và chiều ngang mặt trăng đế thì khoảng là 16 phân. Thì kích cỡ là tượng này vuông bằng nhau ha. Và chiều sâu của tượng này thì khoảng là 15. Thì đây là tượng thần tài ha, cầm một cây như ý. Rất là còn nguyên ha. Và bên đây là tượng thổ địa đang gác một chân lên ha. Thì có nhà thỉnh tượng này về mã số 9 là 3,5 triệu. 3,5 triệu cho tác phẩm mã số 9. Và tiếp theo là mã số 10. Đây là một tượng Tam Dương leo núi. Tượng Tam Dương leo núi mã số 10 nặng là 4,8 kg. Và chiều cao là 28 phân. Và chiều ngang thì khoảng là 22. Chắc là một đồng cũ ha. Đây là một tượng Tam Dương đáng để sưu tầm ha cả nhà. Gồm có 3 con dơi ha. Đang leo trên đến núi. Và mặt trước đây có những đồng tiền lên rất là đẹp. Mặt sau ha. Thì tượng này giao lưu cả nhà là 2 triệu đồng ha. 2 triệu đồng cho mã số 10. Và tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 hôm nay em lên cái nhà đây là một con hổ khổng lồ. Thì con hổ này cân được là khoảng là 13 kg. Và chiều dài thì khoảng là 65 phân. Và chiều cao của con hổ này thì khoảng là 23. Chắc là mình đồng cũ ha cả nhà. Đây là một con hổ rất là lớn ha. Quay mặt sau đây. Mặt sau rất là chi tiết luôn ha. Và trên lưng đặc biệt thì có một nguyên một cái dây tiền đây. Một đế rất là còn nguyên vẹn ha. Thì con hổ khổng lồ mã số 11 giao lưu có nhà là 4,2 triệu ha. 4,2 triệu cho mã số 11 của ngày hôm nay. Và mã số 12, đây là một cái con đại bàng hợp tác, trọng lượng khoảng là 4,2 kg. Và chiều cao thì khoảng là 25 phân, làm đo tới xe cánh ha. Và chiều ngang giữa hai xe cánh với nhau là 30. Và mặt trăng đế thì khoảng là 20. Đây là một tượng đại bàng. Cả nhà sưu tầm về đại bàng rất là đẹp luôn ha. Thì mã số 12 giao lưu có nhà là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho mã số 12. Và tiếp theo là mã số 13. Đây là một tượng Nhất Long Nhã Ngọc. Thì tượng Nhất Long Nhã Ngọc này em căng được là
7 kg ha. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 36 phân và chiều ngang khoảng là 20. Đây là một tượng nhất long giả ngọc đáng để sưu tầm ha. Đặc biệt đây là một cái viên ngọc ghề các nhà. Đây là một cái viên pha lê màu xanh đây ha. Cái tượng này đáng để sưu tầm nha. Thì mặt sau rất là còn nguyên vẹn là tích, không chơi vào đâu ha. Thì cả nhà sưu tầm mã số 13 giao lưu cả nhà là 4,5 triệu. 4,5 triệu cho mã số 13. Và tiếp theo là mã số 14. Đây là một tượng quan công trắng ải. Tượng quan công trắng ải này nặng là 7,4 kg và chiều cao thì khoảng là 45 phân và chiều ngang mặt chân đế khoảng là 20 và chiều sâu của tượng này thì khoảng là 12. Và mặt trước là có nguyên một con rồng ha. Đây một tượng quan công rất là quay luôn ha cả nhà. Thì cả nhà sưu tầm mã số 14 là 3,700,000. 3,700,000 cho mã số 14 đó là quan công trắng ải. Và tiếp theo là mã số 15. Đây là một tượng gia đình gà. Tượng gia đình gà này nặng là 1,5 kg và chiều cao là 23 và chiều ngang thì khoảng là 15 phân, gồm có một con gà trống ha, con gà mái và nguyên một đàn gà con đây. Thì cả nhà sưu tầm tượng này về là 1,7 triệu. 1,7 triệu cho tượng gia đình gà, đó là mã số 15. Và mã số 16, đây là một cái con trâu ha, con trâu cởi hai đồng tử. Thì tượng này nặng là 3,8 kg và chiều cao thì khoảng là 19 phân và chiều dài cái tượng này thì khoảng là 26 phân, chắc là một đồng hết ha. Đây là một cái hai chú đồng tử đang cởi trâu ha, chắc là còn nguyên vẹn là tích. Và mặt đế đây, mặt đế chắc là lành lặn ha. Và mã số 16 giao lưu với cả nhà là 2,4 triệu. 2,4 triệu cho mã số 16. Và tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 hôm nay, đây là một cái con gà đang đứng trên một cái cây như ý và thỏi vàng ha. Và trọng lượng của tượng này là 5 kg và chiều cao thì khoảng là 30 phân và chiều ngang thì khoảng là 18 phân. Đây là một con gà đáng để sưu tầm ha. Đây là một con gà trống, hai bên đều có sâu tiện hết ha. Đặc biệt ở trước là có cây một cây nhí đây, thì xung quanh là những cái thỏi vàng thỏi tiện rất là đẹp luôn. Thì cái tượng con gà mã số 17 giao lưu của nhà là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho mã số 17. Và tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 hôm nay, đây là một cái con tê giác đồng khổng lồ. Thì cái con tê giác này nặng là 7,6 kg và chiều dài thì con tê giác này nặng là 60 và chiều cao thì khoảng là 24 phân. Đây là một con tê giác chắc là bằng đồng ha. Thì đặc biệt con tê giác này có hai bên là hai con lông mã cả nhà. Đây một con đây và bên đây một con ha. Và mặt đế rất là nguyên vẹn luôn. Thì mã số 18, con tê giác khổng lồ này giao lưu với cái nhà là 3,2 triệu ha. 3,2 triệu cho mã số 18. Và mã số 19, đây là một cái cụ cốc khổng lồ. Cái cụ cốc khổng lồ này nặng là 17,5 kg và chiều cao tổng thể em đo được cái tượng này thì 30 phân và chiều sâu thì khoảng là 37 phân ha. Và nguyên hoành và hoành cốc em đo được thì khoảng là 90. Đây là một cái cụ cốc rất là lớn ha. Thì cả nhà sưu tầm về kiếm một cái đồn ha, để trước ở nhà hay bao có nhầm chuẩn đẹp luôn ha. Thì cụ cốc mã số 9 khổng lồ cho luôn cả nhà là 4,8 triệu. 4,8 triệu cho mã số 19. Và mã số 20. Và mã số 20 hôm nay em lên cả nhà, đây là một cái cặp tỳ hưu khổng lồ ha. Cặp tỳ hưu này em cân được là 18 kg. 18 kg ha, để em đo chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Đây, thường cặp tỳ hưu nhỏ thì rất là nhiều ha, nhưng mà cặp tỳ hưu lớn thì rất là hiếm gặp cả nhà. Thì chiều cao em đo được là khoảng là 39 phân. 39 phân rất là lớn ha. Và chiều ngang đây, và chiều ngang thì khoảng là 30 và chiều sâu của tượng này thì khoảng là 15 phân, chắc là một đồng cũ ha. Đây là cặp tỳ hưu cánh đáng để sưu tầm ha cả nhà. Đây là hai cánh ha. Đây đặc biệt có cái sừng luôn, mặt đế rất là nguyên vẹn ha. Và cặp tỳ hưu mã số 20 giao lưu có nhà là 14 vô đồng nha. 14 vô đồng cho mã số 20. Và tiếp theo là mã số 21. Mã số 21 hôm nay em lên cho cả nhà, đây là một bộ tam đa phúc lộc thọ. Thì bộ này chất liệu bằng gốm nha, chất liệu bằng gốm biên hòa xưa. Thì bộ này rất là lâu đời hết cả nhà. Em lâu lâu mới sưu tầm được một bộ như vậy ha. Là chiều cao của bộ này á, là em đo được khoảng là thì 46 phân ha. Là đây là bà ông thọ thì khoảng là 40 và tượng đây ông lộc thì khoảng là 45. Thì chất liệu bằng gốm xưa nha cả nhà. Và chiều ngang mặt đế thì khoảng là 18 phân. Đây là một tượng đáng để sưu tầm ha. Đây là ông thọ đây. Đây là một tượng bằng gốm biên hòa ngày xưa ha. Và mặt đế đây, mặt đế rất nguyên vẹn ha. Thì cả nhà sưu tầm mã số 21 bộ tam đa phúc lộc thọ bằng gốm biên hòa đó là 4,5 triệu nha. 4,5 triệu cho bộ tam đa phúc lộc thọ ha cả nhà. Đó là mã số 21 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 22. Mã số 22 em lên có nhà, đây là một cặp bình gốm biên hòa luôn ha. Đây là một cặp bình gốm biên hòa mã số 22. Và chiều cao cặp bình em đo được thì khoảng là 63 phân. Cặp bình này rất là lớn ha. Và miệng của cặp bình thì khoảng là 23 và viên hoành bụng.
qua bình quanh bổng cố cặp bình này là khoảng là 92 phân ha. Đây là một cặp bình gốm đi qua cũ ha cả nhà. Đây đó, đây là một cái tích ba miền ha, cái tích ba miền. Đây là một cái tích tượng trưng cho miền Bắc, miền Trung và miền Nam ha. Và đây đó là một cái tượng giống như miền Bắc ha, và ở đây là cảnh miền Nam ha. Đây cảnh bên đây là miền Trung. Đây cái tích rất là đẹp ha cả nhà. Cái cặp bình này rất là lâu rồi ha. Và bậc đế đây, bậc đế rất là còn nguyên vẹn không chơi vào đâu ha. Đây là đắp nổi lên nhìn rất là đẹp luôn. Thì cặp bình gốm mã số 22 cho luôn cái nhà là 5.500.000, 5.500.000 cho mã số 22. Đó là cặp bình gốm ba miền ha. Rồi tiếp theo là mã số 23. Mã số 23 và mã số 23, đây là một cặp bình gốm biên hòa luôn ha. Và cặp bình gốm biên hòa này em đo được thì khoảng là 60 phân, và miệng của cặp bình thì khoảng là 21 phân, và cái vành bụng thì đo được thì khoảng là 93. Đây là một cái cầm bình gốm biên hòa cũ xưa ha. Thì đây là một cái tích là ba cô gái ba miền ha. Đây là một cô gái miền Nam đây, và đây là một cô gái miền Trung ha. Và đây là cô gái miền Nam đây, tích ba miền, đây là miền Trung miền Bắc ha. Rất là đẹp luôn ha cả nhà, là tượng trưng cho ba miền ha. Và một đế rất là đẹp luôn ha. Đây cặp bình gốm 23, lấy là tích cô gái ba miền Bắc Trung Nam giao lưu cái nhà là cũng 5.500.000 luôn nha. 5.500.000 cho cặp bình gốm, đó là mã số 23. Và tiếp theo là mã số 24. Mã số 24 hôm nay em lên cho cái nhà, đây là một cái đôn. Đây là một cái đôn gốm biên hòa luôn nha. Cái đôn bốn gốm biên hòa lâu lâu em đi sưu tầm gì được ha. Vậy cái đôn gốm biên hòa này giao lưu cái chiều cao con được thì khoảng là 42 phân ha. 42 phân. Và miệng nó được thì khoảng là 26 phân. Và hoành bụng bình gốm là khoảng 110. Thì khoảng là 115 nha cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Đây là một cặp bình gốm đáng, một cái đôn gốm đáng sưu tầm ha. Ở đây là cẳng những con rồng nổi hết cho nha. Thì lâu lâu em mới sưu tầm về một cặp gì thôi. Đây một đế đây. Thì cái gốm này cả nhà sưu tầm này để trước cửa nhà là vẫn ngồi bình thường ha. Gốm này rất là chịu, rất là nặng luôn nha cả nhà. Thì cái mã số 24 giao lưu cửa nhà là 4.500.000. 4.500.000 cho cặp đôn gốm mã số 24, cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì cảm ơn cả nhà đã quan tâm kênh của em trong thời gian qua. Và mến chào cả nhà.